Nhiều tiền quá cũng khổ, lóa mắt với 12 cách tiêu tiền siêu xa hoa của các tỷ phú trên thế giới. Đối với một vài tỷ phú, việc tiêu tiền như thế nào cũng là một vấn đề vô cùng đau đầu. Hãy cùng xem 12 cách tiêu tiền xa hoa của các tỷ phú khắp nơi trên thế giới. Nữ sinh người Nga Darita, 21 tuổi, bên cạnh chiếc xe đính 1 triệu viên pha lê của mình. Sau vòng loại Liverpool thua La City, chủ sở hữu đội bóng đá đã rất chán nản. Trận đấu chấm dứt, ông đã rời hiện trường với phi cơ riêng của mình trên sân vận động King Power. Mặt nạ tái tạo da chuyên sâu, chứa 24 carat vàng mảnh, mỗi hộp có 12 mặt nạ có giá 1.398 bảng Anh, gần 43 triệu. Bể cá tại nhà của Bill Gates cao 20 mét, có đầy đủ cá heo, cá mập và cá voi. Để duy trì bể cá, ông đã thuê một nhóm chuyên gia chăm sóc đặc biệt. Doanh nhân Ấn Độ Bakai đã tự may cho mình một chiếc áo làm từ 4 ký vàng nhân dịp sinh nhật 45 tuổi của mình. Nhà thiết kế người Đức Phil Long đã cho ra đời một cuộn giấy vệ sinh chứa 24 carat vàng, ước tính mỗi cuộn giấy có giá hơn 25 triệu. Một cặp vợ chồng tại Texas, Hoa Kỳ quyết định đốt đi ngôi biệt thự có giá trị 700.000 đô la, gần 16 tỷ, để dọn đến nơi ở mới. Nếu bạn muốn thử được làm vua một cõi, hãy đến Liechtenstein với chi phí du lịch khoảng 40.000 bảng Anh, tương đương 1,3 tỷ Việt Nam đồng một đêm. Dãy núi Olympus cao vời vợi, những thung lũng xanh tươi và lâu đài lãng mạn của vương quốc sẽ dành cho bạn. Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ, đã chi 1 tỷ đô để xây dựng một ngôi nhà riêng ở phía nam Mumbai. Tòa nhà gồm 6 tầng làm bãi đổ xe, 9 thang máy, bể bơi, quầy bar, rạp chiếu phim, vườn bãi đáp trực thăng và cũng chính là nơi ở cho 5 người trong gia đình ông. Tỷ phú người Úc là một fan hâm mộ của công viên Kỷ Jura. Ông đang lên kế hoạch để xây dựng một công viên khủng long và chi nhiều tiền nhất trước khi qua đời. Ngôi sao đội Rukin không muốn phải ra ngoài tìm máy ATM mỗi khi cần tiền. Vì vậy, anh đã chi 3.500 đô, 79,5 triệu đồng để lắp đặt riêng một chiếc ngay trong căn bếp nhà mình. Cây ATM này có khoảng 20.000 đô, khoảng 454,5 triệu đồng và được đổ tiền 6 lần một năm. Tỷ phú Ả Rập đã từng chi hàng triệu đô để khắc tên mình lên hòn đảo. Chữ Hem được khắc trải dài hơn 3 km và cao 800 m nên có thể nhìn thấy từ mặt trăng. Tỷ phú Trung Đông đã thuê nhiều người đào rạch nước rất sâu để tạo thành chữ Hamed. Bạn nghĩ sao những cách tiêu tiền của những tỷ phú này? Gà cưng của Khắc Tiệp được ca ngợi hơn cả Ngọc Trinh là ai? Mới đây, ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp đã công khai chia sẻ hình ảnh cùng gà mới do chính anh phát hiện tham dự một sự kiện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông trùm chân dài đã chia sẻ lên trang cá nhân về Quỳnh Hương, một cô bé mỏng như tờ giấy, trắng như tờ giấy, nhẹ như tờ giấy, bay như tờ giấy và tinh khôi hơn tờ giấy, nhưng cũng có thể cháy bừng rực lên tờ giấy. Quỳnh Hương quê ở Bình Thuận và hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới thời điểm hiện tại, những thông tin về gà mới của Khắc Tiệp còn khá mơ hồ và ít ỏi. Quỳnh Hương được xem là niềm kỳ vọng mới nhất của ông trùm mát tay nhất showbiz Khắc Tiệp, hứa hẹn sẽ xoán ngôi nữ hoàng nội y trong tương lai. Qua hình ảnh và lời giới thiệu của ông trùm chân dài, không ít người kỳ vọng Quỳnh Hương sẽ làm nên chuyện, thậm chí vượt mặt đàn chị Ngọc Trinh. Sau khi Khắc Tiệp công khai thành viên mới của gia đình Venus, dư luận đã bắt đầu tìm hiểu danh tính của Quỳnh Hương. Quỳnh Hương thừa sức sở hữu trong tay khá nhiều lợi thế. Được biết, ngoài nhan sắc nổi bật, Quỳnh Hương còn có thế mạnh và kiến thức về ngoại ngữ. Điều này sẽ là một lợi thế cho Quỳnh Hương khi đi tới các sự kiện quốc tế, nơi mà gà nhà Venus còn hạn chế. Quỳnh Hương còn nhận được lời khen sở hữu vẻ đẹp mong manh và sang trọng. Sau Ngọc Trinh thì có lẽ Quỳnh Hương là bông hoa được Khắc Tiệp chăm bẩm một cách đặc biệt nhất. Có thể thấy, ngay từ khi Quỳnh Hương được nhận vào Venus, Khắc Tiệp đã dành một sự đối đãi đặc biệt cho cô gái xinh đẹp này. Quỳnh Hương sở hữu nụ cười tỏa nắng đã thu hút sự quan tâm của báo chí và khách mời trong sự kiện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân của mình, Khắc Tiệp không ngần ngại dành những lời khen hoa mỹ nhất cho cô gái đến từ Bình Thuận. Vẫn thường xuyên khen gà nhà lên trang cá nhân, nhưng không phải lúc nào Khắc Tiệp cũng dụng tâm như vậy.
Khi những hình ảnh của Quỳnh Hương được các tiệp chia sẻ và truyền thông khai thác, thì dễ dàng nhận thấy được cô nàng sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, động lòng người. Thậm chí có không ít người cho rằng cô nàng khá giống với hậu Huyền My và mỹ nhân xứ Hàn Lee Da-hee. Có thể nói Quỳnh Hương có một xuất phát điểm khá tốt với khuôn mặt xinh xắn và thân hình chuẩn. Trong tương lai, cùng với sự nâng đỡ của các tiệp, cô nàng hoàn toàn có thể vươn lên những vị trí cao trong showbiz Việt. Quỳnh Hương được trông đợi sẽ trở thành ngôi sao thật sự của Venus, có thể thay thế vị trí của Ngọc Trinh nay mai. Mới đây, tại sự kiện công bố đại sứ thương hiệu Beauty & Go, vụ khắc tiệp đã ưu ái đưa nàng thơ Quỳnh Hương đi cùng. Ông bầu khắc tiệp và gà cưng Quỳnh Hương bên cạnh Nguyễn Thu Trang, chủ tịch hội đồng quản trị TC Group, Á hậu Dương Tú Anh, đại sứ thương hiệu Beauty & Go và ông Nguyễn Đức Tân, giám đốc TS Group. Ông chùm chân dài miền Bắc vụ khắc tiệp, ông Nguyễn Đức Tân, giám đốc TC Group, bà Nguyễn Thu Trang, chủ tịch hội đồng quản trị cùng hai model sáng giá của công ty Venus. Sau việc thời quá khứ, ăn chơi sa đọa, bỏ nhà đi bụi, đánh nhau tù tội. Đằng sau thành công ở cuộc sống hiện tại thì nhiều sao Việt đã từng có quá khứ rất dữ dội. Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ bất ngờ khi kể về tuổi thơ nhiều biến động của mình. Nam ca sĩ thẳng thắn tiết lộ rằng khi còn nhỏ, việc ba mẹ ly hôn đã làm cho anh hận đời, hận gia đình. Khoảng thời gian đó, Hồ Quang Hiếu lao vào ăn chơi lêu lỏng, giao lưu cùng nhiều bạn bè xấu. Hồi xưa lúc Hiếu còn nhỏ, Hiếu cũng rất ham chơi, ăn xong toàn lo tụ tập với đám bạn bè xấu bên ngoài đi đánh lộn. Mẹ Hiếu kêu ăn xong đừng có đi chơi, mà lần nào cũng ăn xong rồi ra ngoài đi đánh lộn, Hồ Quang Hiếu bộc bạch. Anh còn kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình, đó là khi châm tiền của bạn để đi chơi, sau đó xích mích với một đám bạn khác, dẫn tới đánh nhau. Một đám người đã chém gãy tay, ném đá ngay mặt khiến Hồ Quang Hiếu bất tỉnh tại chỗ. Lúc đó mình ngất xỉu không biết gì, khinh tỉnh dậy trong bệnh viện, tất cả mọi thứ đều không thấy ai cả, bạn bè thân không thấy, nhỏ người yêu cũng không thấy đâu. Lúc đấy thấy có mỗi mẹ mình ngồi đấy, mẹ khóc quá trời. Mẹ của nam ca sĩ đã từng khổ sở và khóc vì anh rất nhiều, vì vậy giờ đây, sau khi trải qua thời gian bồng bột, Hồ Quang Hiếu cảm thấy ân hận và đã phấn đấu nhiều để mẹ không còn buồn vì anh nữa. Duy Mạnh tiết lộ trong quá khứ, anh từng bán nhà để ăn chơi. Đó là vào thời điểm anh nổi tiếng và có tiền từ bản hit đình đám Kiếp Đỏ Đen. Giọng ca gốc Hải Phòng kể rằng, có một giai đoạn anh không ngại thử bất cứ thú vui nào. Khoảng năm 2006, anh còn nướng hết số tiền 200.000 đô có được từ việc bán đi một căn nhà để bỏ vào các cuộc vui chơi. Ngoài ra, cũng có không ít lần anh say nắng các bóng hồng dù đã là người có vợ. Duy Mạnh cho biết anh không hối hận về khoảng thời gian đó mà thậm chí còn cảm ơn vì nhờ nó mà anh hiểu hơn về cuộc sống và viết được những bài hát về tệ nạn đình đám. Hiện tại Duy Mạnh đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ cùng hai con tại một căn hộ cao cấp và sở hữu xe hơi tiền tỷ sang trọng. Ngọc Sơn, trước khi trở thành một người ít nói như hiện tại và hoàn lương trong showbiz, Ngọc Sơn từng vướng vào rất nhiều scandal. Năm 2000, anh là ca sĩ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cho đúc tượng của chính mình đặt ngay trước cửa nhà. Theo anh ba, pho tượng trị giá 1.000 cây vàng đó, cả thế giới chưa từng có. Tuy nhiên sau đó bức tượng bị yêu cầu tháo dỡ. Có lẽ scandal lớn nhất ảnh hưởng nặng nề nhất đến hình ảnh của Ngọc Sơn lại liên quan đến chuyện tình dục. Tháng 2 năm 1992, Ngọc Sơn bị bắt quả tang khi tham gia một bữa tiệc sinh nhật thác loạn của một Việt Kiều. Sự thác loạn trong bữa tiệc này khiến ông Hoàng Nhạc Sến bị tạm giam hơn 8 tháng, phải chịu 12 tháng tù treo và 2 năm cấm diễn. Anh đã từng cay đắng thú nhận rằng 8 tháng 13 ngày tạm giam và 12 tháng tù treo đã khiến tôi đau đớn, hối hận và tỉnh ngộ nhiều điều. Năm 2008, Ngọc Sơn lại dính nghi án chát bậy cùng ca sĩ Duy Mạnh. Ngoài ra, nam ca sĩ còn có những sở thích vô cùng kinh dị, tự mua trinh tiết đời trai với giá 1 triệu đô, thích khoe thân và mặc đồ lót nữ. Từ một người ăn chơi quậy phá, Ngọc Sơn đã ăn năn và hối hận về những gì gây ra trong quá khứ. Anh tích cực làm việc thiện ăn chay và nói không với thị phi. Ngọc Sơn còn khiến người thân khóc hết nước mắt khi quyết định hiến nội tạng cho y học trước khi qua đời. Tiến Luật, ông xã của diễn viên hài Thu Trang, sinh ra trong một gia đình có ba mẹ là công nhân và sống trong một khu vực phức tạp ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh.
Nơi đó có đủ thứ tệ nạn, từ cờ bạc trộm cắp đến hút chích. Khi còn nhỏ, anh hay cùng những đứa trẻ cùng xóm tụ tập đi chơi, đi hái trộm trái cây. Cho đến khi lớn lên, gia đình chuyển sang kinh doanh, Tiến Luật lại càng có nhiều cơ hội để quậy phá hơn. Có khoảng thời gian anh dính vào nhiều tệ nạn như đánh lộn, đua xe, bỏ học. Mẹ ruột đã từng tốn không biết bao nhiêu nước mắt vì Tiến Luật. Năm 17 tuổi, Tiến Luật cùng ba người bạn bỏ nhà lên tận Buôn Ma Thuột. Tại đây, anh và các bạn bị trấn lột, thậm chí còn bị dụ dỗ đi ăn cắp xe. Tuy nhiên, Tiến Luật đã bỏ về tại Sài Gòn vì nhớ gia đình, nhớ mẹ. Nhưng cũng chỉ được vài tháng, sau đó anh lại tiếp tục đánh lộn, nghỉ học không lý do. Không chịu được cảnh con hư hỏng, ba của Tiến Luật đã đưa anh đi nghĩa vụ quân sự với mong muốn anh chấn chỉnh lại bản thân và rời xa khỏi đám thanh niên hư hỏng trong xóm. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tại quân ngũ, Tiến Luật trở về nhà và có sự thay đổi nhiều trong tính cách. Tuy nhiên, chính Thu Trang là người khiến cho anh thay đổi rất nhiều và biến anh trở thành người đàn ông của gia đình như hiện tại. Khắc Việt. Khắc Việt sinh ra và lớn lên tại Yên Bái, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Việt Anh cùng em trai Khắc Hưng có năng khiếu và quyết theo đuổi niềm đam mê âm nhạc, điều khiến mọi người trong dòng họ cảm thấy bất ngờ. Giờ đây Khắc Việt được khán giả biết đến như một nhạc sĩ, ca sĩ hát nhạc ballad và có tính cách khá điềm đạm, nhưng ít ai biết được anh chàng từng có một thời quá khứ lừng lẫy. Tuổi thơ của Khắc Việt không đầy đủ điều kiện để làm quen với âm nhạc, và khi đó anh cũng không có ý định rằng sau này mình sẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu. Thậm chí anh cũng thẳng thắn thừa nhận mình là người nóng tính. Anh chia sẻ ngày bé anh thường hay đánh lộn với bạn bè, và có lúc Khắc Việt từng nghĩ nếu không đi hát thì sẽ là một tay xã hội đen. Khắc Việt còn lập thành tích 3 lần trốn học, 3 lần trèo lên cây chơi và ngã gãy cả tay. Rất may mắn là anh đã có cơ duyên với âm nhạc và định hướng được tương lai cho mình. Ở thời điểm hiện tại, Khắc Việt đã là một nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí với nhiều bài hit như Yêu Lại Từ Đầu, Anh Cần Em, Anh Khác Hay Em Khác. Nhan sắc hiện tại của trai đẹp bị trục xuất từng được mời sang Việt Nam. Ngày trước thư sinh, bảnh bao bao nhiêu, thì hiện tại Omar Bokkan lại trái ngược hoàn toàn. Tháng 4, 2013, cả thế giới xôn xao trước tin anh chàng Omar Bokkan, Agala, bị trục xuất khỏi đất nước Ả Rập bởi quá đẹp trai. Ngay sau đó, anh đã có tới 1 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội. Ngày sinh nhật của mình, Omar được một fan cuồng nữ ẩn danh gửi tặng hẳn chiếc Mercedes. Nhiều người cho rằng tất cả mọi chuyện thành sao sau phút chốc của Omar, hóa ra chỉ là hiệu ứng đám đông và truyền thông quá đà. Ngay sau đó vài tháng, anh chàng cũng đã được mời sang Việt Nam. Tưởng sẽ khiến khán giả Việt được mãn nhãn, nhưng không, vừa tới Việt Nam, anh đã khiến mọi người thất vọng vì nhan sắc không được như trên ảnh, thái độ hời hợt, đòi tiền cát xê quá đáng. Ngoại hình gây sốt của Omar một thời. Liệu hiện tại anh chàng còn giữ được gương mặt đẹp như thế này không? Hiện tại đã 4 năm trôi qua, xem những bức ảnh trên mạng xã hội của Omar, chắc hẳn nhiều người cũng giật mình. Nhìn anh bụi bặm dừ hơn trước khá nhiều, hơn nữa lại còn có cả những khoảnh khắc phì phèo thuốc lá không mấy vừa mắt. Chàng trai có vẻ thư sinh ngày nào, hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Sau 4 năm, ngoại hình của anh đã thay đổi khá nhiều. Gương mặt hiền từ, vẻ thư sinh đã được thay đổi hoàn toàn. Không những già hơn mà Omar còn có vẻ bậm trợn hơn. Tưởng rằng Omar chỉ có những hình ảnh đầu quấn khăn, mặc quần áo kín mít, không ngờ cũng cởi mở khoe body như thế này. Anh còn rất hay phì phèo thuốc lá, hình ảnh đẹp của Omar trong mắt chị em hẳn đã vơi đi rất nhiều. Những hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Gương mặt ánh mắt của anh chàng quả thật không được hút hồn quyến rũ như trước nữa.